Ngày trước chơi cả nhà ơi, mẹ nói trước có cái mục măng mà nước đang lớn à. Hồi nãy con ngoài bánh phà, lúc mà ngồi bánh phà thì nước ròng, giờ nước nhanh quá ha, nhanh lớn vậy. Ôi vậy là nó được rồi mẹ ơi, cái mục bên đây nè, mục bên trái nè. Biết sao nó vậy, là nó vượt lên là nó bự lên, dạ biết sao nó lấp đất lại mẹ. À, mình muốn chặt là mình đào lên á, chứ này nó muốn già nè. Nó không có mập đâu, cái này nó chợ cái mụ măng mình nó không có tốt. À, bữa này cũng muốn được luôn, tại vì đất nó lấp lên á, chứ nhiều khi nó ở dưới á, cái củ hủ ở dưới á, củ hủ non ở dưới á. Cái búa đi nha, tưởng đi đâu làm gì, ai ngờ đi đào bột măng. Mẹ ngân mới xới đất ngày hôm qua, chứ phải xới đất sớm thì nó sẽ mập hơn á. Yeah, mà cái măng nó đã bự rồi đó, muốn thành cây luôn á. Là nó ớn đây sao được. Bán muối trời, ông bán muối mà ông chạy dèo dèo vậy. Rồi đó không, chứ chạy từ từ mà ông bán lận bao vậy, ai mua ta. Bán lần cả dạ, ông mua lẻ, ông không vô trong bọc 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 á, ông bỏ trong cái bội á, bán vậy người ta dễ mua. Ờ kìa đó, thấy chưa, trời ơi cái này mà để vài bữa nữa đã thành cây luôn rồi. Nhanh lắm, bữa hai bữa nãy giờ chát. Cái này hầm xương heo, xương vịt, hầm thịt vịt là ngon, hầm bò nấu măng ngon ngon nha, bò nấu măng ngon nha, thấy mà bò nấu măng là nó còn ngon hơn là thịt gà thịt vịt đó. Nói chung măng là dễ ăn, muốn nấu gì đó mình nấu cái gì cũng ngon. Cái này hồi đó mẹ Ngân mỗi lần mà đào măng là cưa bằng cây sứa, mà giờ thì mình đâu có đưa cây sứa vô được đâu, mình phải kiếm cái thế, mình lấy cái dao khoai mình chĩa, mình lấy cái búa mình đóng. Nhớ hồi đặt dịch đó cả nhà, nguyên một cái đám măng này nè, trời ơi ngon ăn mà như là ngán măng luôn á. Ở đây mà ăn riết chừng nào mà nó từ hồi lúc mà đầu mùa măng cho tới tàn ở mùa măng luôn, chưa về là thành phố nữa, ở quê nửa năm trời luôn, kẹt kẹt ở quê nè. Công nhận thấy quải luôn. Tấm đồng cũng tèo. Mà anh ta nói ốm như cây tre. Ơi. Như con, ra đây nè, mẹ cho mượn nón nè. Chạy ra đây, ra đây chơi. Đi cà rề rễ ra tới đây mà ngoại sách một măng vô luôn, bây giờ rễ đó. Ừ, cho con nón nè. Rồi nhanh đi nè bà già ơi, nắng muốn chết luôn mà đi đi tình tan kiểu đó, nó đen thui rồi lùi luôn. Rồi con lấy nón con đi đâu hả? Tưởng đâu ra đi chơi chứ, chắc đi ra ăn vịt nữa rồi đó. Ờ thấy không, ngon lành, ngon 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 hết sức không. Này không có nước mối nha, có nước mối nhỏ luôn, sẵn nhỏ luôn. Ở dưới quê sao người ta đi kiếm nước mối hay quá ta, con từ đó giờ là trăm ngàn tỷ lần không bao giờ đi kiếm nước mối mà phát hiện được một cái tay nước mối, dù chỉ một tay. Xưa vườn cũ mà giờ có khá rồi. Còn Vinh là nó hay lắm, nó nói chung là nó cũng hay, với mợ hai, nhất là mợ hai phí.
đi kiếm bánh mối là có kiếm hay lắm. Nè, đưa con một măng mà. Nè, cả nhà khoe với cả nhà một măng nha. Vậy là có một bữa ăn ngon rồi thấy không? Thôi một này để nhà ăn đi. Để nhà ăn đi. Thôi để bữa nào không có gì ăn thì mua miếng xương heo thì hầm đi. Thôi một cục được rồi. Còn nhiều đâu, có chút xíu đâu, có vậy chứ nào. Còn có hũ dừa rồi nó để dành bữa hai bữa ở nhà ăn đi. Không có đâu, đợt này nè, cũng không có đâu tại vì nó là sao cái... đợt này nó có hai mục rồi ha. Hai mục chứ hư hết. Nguyên một cái mùa mưa. Cái chỗ này là hư hết rồi. Mùa mưa là nó nhiều lắm á chứ. Chứ không có đâu nó đâu. Mà giờ nó không có bán ngoài, nó bán ngoài ấy không à. Bên trong hả? Không có gì, nó canh rồi chứ nó ăn không có. Trưa hai mẹ con đi đào măng. Giữa trưa. Giờ 1 giờ rưỡi trưa rồi cả nhà. Xuống nó lấy nó láo gần nó đi rồi. Nè, phát hiện cái tay nó mối đem vô nấu canh sả chiều ăn cơm. Dù nó thấy cái sông mình mênh mông nó đâu dám xuống tắm sông rồi mà rủ nó đâu dám tắm rồi. Con sợ lắm, con sợ cá bự. Sợ cá sấu. Rồi đó, xong mình người ta tắm xong Hà Gầm ha. Chiều là tắm xong rồi y xèo bắt hến rồi nói chung là vui lắm, hoạt động ở dưới sông vui lắm. Mà giờ vắng tanh không có ai mà đi bắt hến rồi tắm xong trơn ta. Mà sớm mình vợ con nít cũng không có luôn nữa. Xu về không có đứa nào chơi chứ. Ít nít hơn hồi đó, nít hồi đó nhiều lắm. Nên mỗi lần dắt chiều chiều là rủ nhau chơi nhảy dây, đi bước bìm bịp nhảy dây. Rồi đá thun, bốn thun, rồi bắn đạn, bắn bi á. Rồi đó thấy không, bụt nào cũng nấy ngon lành không. Cái này là ăn dừa luôn mà cái này muốn muốn bự rồi nè. Cái cũng có bụt này nó giọt lên rồi thấy không. Chặt vậy nè. Lột nổi. Cái bụt đó thì nó còn lùng lùng. Còn được nhưng mà điều nó... Để đại đi rồi sáng khuya rồi hả, lột ra. Chưa đừng lột sớm. Rồi, ok yeah. Đem đi thành phố. Đó. Đầu hơn. Quý lắm à. Chứ không dễ gì. Về quê mà được đem quà quê lên thành phố quý lắm á cả nhà. À, thấy không, thấy không? Rồi. Tại thấy này ngứa mắt nè. Này đó, nó bung bung ra thấy ngứa mắt. Rồi xách vô. Nó đâu có đất trong đó đâu. Hồi đó là chỗ này đất nhiều nè cả nhà. Mà ngon hả? Hồi đó măng nhiều lắm là ngon ra tới mà mé mé ngoài đó ngon chặt luôn á. Lũi 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 vậy đó. Hồi đó đây có cây cầu bến nè. Ở đầu đang ngồi lũi rồi đó ngon chặt á. Măng nó mọc qua tới ở ngoài mé bến luôn á. Bây giờ coi như có hai mục. Còn chỗ này coi như là trụi khí rồi, không có. Hồi đó Ngân kêu mẹ bọn áo bà ba, bộ đồ bà ba cái nhà ra cái bụi tre này đứng chụp hình nè. Trời công nhận cái cảnh bụi tre mà chụp hình nó đẹp cực kỳ luôn. Lên màu nó đẹp, cái bộ đồ bà ba màu xanh màu bông bông á mẹ, nhớ không? Hồi đó ra đây ra bụi tre này chụp nè, trời nó đẹp gì đâu mà đẹp luôn. Rồi đi vô. Cầm ấy nặng thấy mẹ chưa người cầm một rồi số gan dịch á, nói chuyện gì với dịch ngoài đó đó.
đó đây mọi người. Nấu được hai nồi canh hoặc là kho nấu canh hai thứ. Vinh khoan măng bú hổm nhắc á. Thôi sao không thấy măng mỡ măng tre mạnh tông. Ông chợ mình bán bú hổm tre mà đen đen á, cây măng tre đen đen cứng cứng á. Xu nó ra đây nó dỗ chuồng vịt nè cả nhà, nãy ngon thấy nó dỗ chuồng vịt, thấy cưng không? Rồi nó đá dỗ chuồng vịt. Hì hì. Tắm vịt đấy con. Mình cho nó ăn uống nước đầy đủ rồi ha con ha. Cưng lắm. Nhìn mẹ nè. Dạ con ngưng đi, ngưng đi con. Được rồi. Tắt nước con. Vậy tắt đi, tắt đi. Con biết rồi, con lấy cho nó ăn đi. Con lấy cho nó đi. Biết lấy muỗng dừa múc luôn hả? Mẹ tưởng đâu con không biết chứ, bị từ nào mới xu ở thành phố cả nhà, đâu có biết sử dụng muỗng dừa. Rồi vô hả? Rồi đi vô đi, nắng lắm con ơi. Tự nhiên vô tới nhà hả, mở nó. Măng thì chưa có ăn liền á, cho nên là Ngân sợ nó bị già. Ngân phải lột sơ sơ ra, Ngân bỏ trong ngăn mát tủ lạnh, Ngân kìm lại. Còn nếu mà muốn bảo quản lâu nữa thì phải bỏ trong ngăn đá. Lột ra bỏ ngăn đá. Như vậy không? Rồi con uống, nhắc con nha. Hôm qua nói uống á, mà dạo này hay quên lắm. Nấu buổi chiều đã rồi để tới sáng bữa nay luôn, không nhớ. Bữa nay còn đen mà đen kịnh kịnh luôn à. Chắc về chắc chồng Ngân nói nhỏ nào không phải vợ tôi. Vô nhà cái chắc ngỡ ngàng luôn. Ủa ai vậy? Ai đi lạc vô nhà tôi vậy? Đâu phải vợ tôi. Tưởng nào tưởng cô gái ở châu Phi nào mới về. Vậy đi nó, thấy không? Lặt tỉa rồi gọn gọn cái bỏ ngăn mát tủ lạnh đi, ngày mai thì cái muốn ăn nào ăn, còn không ăn thì bỏ ngăn đá vậy đó, để lâu rồi bỏ ngăn đá, còn ăn nhanh thì bỏ ngăn mát, còn ăn liền cũng càng ngon hơn. Còn ngày mai thì Ngân sẽ bỏ, ngày mai Ngân sẽ gói theo Ngân mang đi thành phố. Chứ mình để ngoài là nhanh già lắm, mang nhanh lắm. Như con lột sẵn vậy nè, làm lặt tỉa gọn gàng để con mang đi thành phố. Ngày mai ngày mơ ngày mới đi, sáng mơ ngày mới đi.
đặt xe 9 giờ. Cái bột măng này mà không chặt bữa nay là ăn hai bữa nó là thành cây chắc cú luôn. Nó nhanh lắm. Măng nào phải lúc nào cũng có mùa, tháng mưa mới có, tháng mưa mới có mùa. Ngon ha. Quên, nãy còn quên, đúng ra còn không dạt cái này, dạt cái lặt tỉa gọn gọn sơ sơ được. Ồ, cái này còn non ta, uổng vậy, chặt hơi bị hố. Rồi vậy đi. Có giấy báo thì con sẽ đỡ gói đỡ giấy báo, mà ai có giấy lịch đó thì mình gói giấy lịch hoặc là giấy tập gì đó. Lại. Mình gói đồ ăn thì mình hạn chế gói giấy báo vì sao cả nhà, nó dính chữ, cái chữ nó có mực á. Gói cái này thì mình lột cái vỏ măng ra thì không sao, còn những cái đồ ăn mà khác á, mình để ý cái chữ nó vô dính vô đọc á. Trời này chỉ có uống nước là ngon nhất thôi chứ đừng nói tới ăn thiệt luôn. Ủa tự nhiên lấy hai cộng thun, cộng đây hai cộng, cộng kia bên kia thiếu. Trời nắng ngon, phơi mấy con khô cũng ngon, hết sức ngon luôn. Con trăn trở mấy con khô mấy ngày nay nè cả nhà. Mấy cái khô nào mà nó khô trước thì con sẽ đem vô trước, tại vì có cái tớp mà phơi trước á, mẹ con quên, mẹ con để gom vô chung á. Từ bữa ngon phơi riêng biệt hai bên riêng, nhưng mà chiều mẹ ngon lấy vô mẹ ngon quên là gom vô chung, cho nên là ngon sẽ lựa ra cái nào khô cứng thì mình sẽ đem vô trước, còn cái nào mà nó chưa khô thì phơi tới chiều nữa rồi lấy vô luôn. Tại vì cái này phơi có tớp thì phơi được, bữa nay là nắng thứ ba, còn có tớp thì bữa nay nữa là nắng thứ hai, cái nắng thứ ba thì mình ăn được rồi. Còn cái kia nó còn hơi ướt ướt, nấu ướt thì mình phơi tiếp. Ngon, ở trong gieo ngon vậy, ngon. Đó. Bỏ vô bọc cái phần này trước, cái này nó khô rồi. Khô cá tra ướp với muối ớt, muối với ớt với bột ngọt, mình giả ra cái mình ướp vô. Không có ớt tiêu, không thích vị tiêu. Giờ là giờ là 5 giờ chiều rồi, mấy bà cháu mẹ với bé Xu ăn cơm, ăn cơm chiều, tắm rửa xong xuôi hết rồi cả nhà. Bữa cơm chiều đơn giản, một mâm đồ ăn mà hết 4 tô canh. Cái này là canh chua cá nấu với rau lang với bông xua đũa nêm ngò gai rồi, còn cái này là canh rau, cái này là canh của bé Su. Rồi mẹ con ăn là canh mướp, canh mướp nấu với chả lụa chay. Còn này là tô canh của bé Su, nó múc riêng ăn nè. Tô canh của bé Su, nói chung là Su ăn hai thứ canh á. Ăn chả hay con? Con ăn nữa, con ăn nữa thì con lại nồi con lấy thêm ha. Còn ngon vừa nấu canh mà ngon vừa luộc nè cả nhà, vừa nấu canh mà vừa luộc luôn, tức là bỏ vô trong nồi xong rồi cái mình để lại phần này cho bé Su là đủ tô canh, còn ngon vớt rau là cái ngon ăn riêng ở ngoài, ngon chấm chao ngon ăn. Rau dền mùng tơi lá cách, thêm một tô canh này nữa, ngon là phần của ngon nè đó. Mỗi người một phần hết trơn, ai cũng có phần nấy, từ ai thích ăn canh gì thì ăn đó. Mẹ ăn canh này nè,
mướp mà nấu với chả chay ngon thấy mẹ. Phi phi này phi về phi củ hành hả? Có hành lá mà thấy màu sắc để sao? Nghe mùi thơm nghe. Còn món này quan trọng là tép rang nè, nãy giờ nó quên nói. Chú ơi ăn tép đi con. Tép ngân rang nó kiểu như là giống giống như kho quẹt vậy ha. Nước mắm đường nó kẹo lại nó quết vô con tép á, ăn nó đã. Ăn nó đậm đà mặn ngọt đã. Hình như chắc không khá rồi. Ăn này ngon. Ăn chả con biết, đương nhiên là chả nó sẽ thích hơn rồi. Còn tép thì tập cho bác ăn thôi chứ con biết nhé. Con biết món nào bác thích là không thích chứ không là, nhưng mà không phải là mình ăn món đó hoài thích mà ăn hoài được. Đây nè, thôi chia ra hai bà cháu ăn đi, tại con một nồi canh, một tô canh chua đó là con muốn tới hàng rồi. Đừng có gấp mướp. Gấp nước là một cái. Là chả thôi phải không? Là không có gấp mướp hay là nước? Mướp. Mướp hả? Mớp chứ. Phải nói mớp chứ con. Về quê miền Tây là phải nói mớp. Mớp mới đúng. Cái chả bán cho tôi tới mớp, người ta nghe người ta mới hiểu, chứ nói mướp người ta hơi hơi chậm hơn chút cũng hiểu nhưng mà hơi chậm hơn chút. Nói chung này nó cũng ăn lạc rồi. Mẹ ơi, ăn lạc ngọc mâm kia lạc là để riêng nha. Đó. Còn bên đây là ăn mặn, mẹ ăn lạc. Thôi ngon, quay sơ sơ vậy thôi, khoe với cả nhà là bữa cơm chiều vậy thôi nha. Ngon, sẽ ăn cơm nha cả nhà. Có cá tra. Này là ngon hâm lại, hồi trưa ăn rồi giờ hâm lại. Còn gì ăn đấy. Đó. Cái món này nó ngon dữ lắm, ngon. Ngon. Ngon hơn ở trong. Ăn tép đi con. Trời ơi tép mà gan ngon muốn xỉu luôn, mẹ năn nỉ con luôn. Gắp gắp con tép ăn đi. Xô chiều ăn cơm ngon cái tót một hơi mép luôn. Có sườn chay nữa kìa, hai bà cháu ăn thêm sườn chay nữa kìa. Lâu lâu cái gắp một con tép mà con tép nó có chút xíu. Ăn không tráng được cái bao tử nữa.